biết là hôm nay em tiến là nhân tiến sĩ. Hôm nay em xin giới thiệu dự án của nhóm chúng em GFT. Mọi người đều biết xã hội càng ngày càng phát triển thì tổng hơi nhu cầu sử dụng về năng lượng cũng càng ngày càng lớn, và điều đó dẫn đến sự đa dạng về nhiều nguồn, các sự đa dạng về nhiều nguồn năng lượng, đó là năng lượng thủy điện, năng lượng nhiệt điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng hạt nhân. Và điều này đồng nghĩa dẫn đến là sự ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội là có sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch như xăng dầu và thủy điện Hòa Bình xả lũ, gây thiệt hại rất lớn đến môi trường. Và nhà máy nhiệt điện tác động đến môi trường là do sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch, và những tấm pin mặt trời không được xử lý đúng cách. Tất cả những vấn đề này anh đã gây ra ở chỗ là sự nóng lên toàn cầu. Và anh xin hỏi một câu hỏi là chính xác là mọi người có ai đó các bạn đều muốn sở hữu một nguồn năng lượng được tạo ra từ trong chính ngôi nhà của mình và đó chính là năng lượng sạch mà. Vâng, nhóm chúng em đã tạo ra và tìm ra một giải pháp đó chính là sử dụng năng lượng từ trong cảnh của sinh hoạt để tạo ra năng lượng điện ạ. Và đây là nguyên vật của em. Bây giờ em xin tuyên đưa lại. Giải pháp của bọn em đó là sử dụng một tòa nhà cao tầng với độ cao tùy thuộc và dễ được sản phẩm đạt được cơ ưu thì tụi em sẽ phải sử dụng độ cao nhất để có thể tại sự nghiệp được và cao hơn. Và sau khi lắp đặt thiết bị thì dòng nước em tụi em sẽ phụ thuộc vào dòng nước chảy từ tòa nhà cao tầng từ chứa để tạo được thế nào để sau từ thế nào chuyển hóa thành năng đạt được vận tốc nhất định thì sẽ làm cho động cơ của mình của em quay và từ đó có thể tạo được điện năng, và từ điện năng đó có thể dùng các hoạt động khác như là có thể làm chiếu sáng được bóng đèn hay là dùng để tách điện và ắc quy và sử dụng nhiều hoạt động khác. Và đây là sản phẩm mà hộp điện thoại giai đoạn một của em sau khi học thêm quá trình thiết kế và tạo bỏ hộp kín đáo. Về là sản phẩm ở đây có chút như sau, đó là một bot đầu tiên có thể thay đổi ra tùy kích thước của thuộc vào pin như là pin lithium. Ở đây sản phẩm đang sử dụng đó là pin lithium ion 1860 và cái pin này có thể lắp lên được tối đa là 1 pin 0.8 pin. Và tiếp theo ở đây là để đạt được vận tốc thế năng và chuyển hóa thành động năng để cho motor quay thì em sẽ phải chọn một cách quan trọng vì đó là đặt trong ống chuyển nước và một ống, bởi vì khi chúng ta sử dụng thiết bị này để sử dụng trong nước sinh hoạt như là trong các ống của tay hay trong một sóng quay ngắn thì nước có thể để tràn vào động cơ, nhưng mà em đã tìm ra giải pháp và để chống hỏng cho thiết bị bằng công nghệ chống hỏng, cho nên nước có thể tràn vào nhưng mà nó sẽ lấy được ra ngoài và không có thể làm hư hỏng các tam bơm và đầu cầu. Để bước đầu hoàn thành dự án thì tụi em đã sử dụng các nguồn sinh hoạt bằng cách là khảo sát số điện của một công ty cổ phần Đông Cô trong tăng tăng khí độ số điện thực tế cho thấy là nhu cầu người sử dụng có rất nhiều. Về việc tiêu dùng nước có thể đạt đến hàng triệu mét khối nước. Cho đến là nghiên cứu thị trường của khách hàng. Về nói lên thị trường thì chúng tôi bắt đầu sản phẩm, chúng tôi tạo sản phẩm ra chất lượng, sau đó tìm kiếm và nghiên cứu hợp tác và đi tìm những khách hàng của Việt Nam và sở hữu các nhà thảo luận. Và để sản phẩm thì về tối ưu của sản phẩm của em rồi có những điểm ưu việt như sau, đó là về môi trường và sử dụng năng lượng xanh, không phải ô nhiễm môi trường, không giống như những nguồn năng lượng điện, nhiệt điện và thủy điện, và như năng lượng nhiệt gây ô nhiễm không khí nặng nề và thủy điện gây mặt nước trầm trọng. Đối với cá nhân thì sản phẩm có giá thành rẻ, dễ lắp đặt, dễ sử dụng, không gây hại sức khỏe, nhiều người cảm thấy yêu thích của năng lượng xanh, bộ mã thiết kế đẹp mắt và từ 2 tuổi trở lên đã có thể sử dụng. Và đối với tổ chức thì tiết kiệm được nguồn năng lượng sạch lớn, đáp ứng được tối ưu năng suất tại các tòa nhà cao tầng và mang cảm giác thoải mái cho các khách hàng khi sử dụng sản phẩm. Về tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh ở Việt Nam, để mà tạo được sản phẩm đáp ứng nhu cầu thì tụi em phải khảo sát dựa vào bản số điện đã khảo sát có sẵn thì cần phải là tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh ở các khu vực trọng tâm như là Hà Nội, Hồ Chí Minh và các khu vực khác
nhu cầu sạc điện thoại ở đây là mình vẽ tại một bệnh viện Nhi Đồng 1, thì với cái nhu cầu người ta cho thuê sạc điện thoại với dịch vụ như là người ta sẽ sử dụng một lần sạc và sau khi người sạc cái việc cầm điện thoại cho người ta và viết viết giấy mã số và với giá 1.000 đồng. Nhưng mà dịch vụ này cho dù là có rất đơn giản nhưng mà rất nhiều người có sử dụng. Về khách hàng mục tiêu thì tụi em đã tạo một bài khảo sát thực tế và đi đến những các nhà sắp siêu thị, quán cà phê để khảo sát họ và những người có sử dụng Facebook, và tụi em đã đạt đến 112 người trong vòng của chúng ta được tồn. Về phân tích khách hàng mục tiêu, về đối tượng bán hàng tụi em nhắm đến là người độ tuổi từ 22 đến 45, sinh sống ở các thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và v.v. Có mức thu nhập lớn hơn 3 triệu đối với độc thân, mức thu nhập lớn hơn 5 triệu đối với thành lập gia đình và doanh nghiệp hoặc các cá nhân sở hữu tòa nhà cao tầng, và có công việc ổn định, có thể thay đổi nhưng không thay đổi nguồn thu nhập, có sở thích chính trị năng lượng, có về môi trường, có chút kiến thức về nguồn năng lượng, có thông qua sử dụng điện thoại di động và giảm hơn 1 lần 1 ngày, và theo kỳ về kinh tế hóa đơn tiền điện cũng gia tăng, và có sở thích tiết kiệm tiền. Về đối tượng sử dụng thì từ 2 tuổi trở lên, nam và nữ, không phân biệt giới tính. Đối với nơi cao tầng đông đúc như trường học, sinh viên, giáo viên giảng dạy học đồng và các công tác tại trường và các lao động. Đối với bệnh viện thì các bác sĩ, các nhân viên công chức, bệnh nhân và đối với tự trong khu vực của bệnh viện. Về hợp tác với những mối quan hệ và tụi em sẽ hợp tác với các bệnh viện thành đạt có trẻ em và độ tuổi từ 35 đến 45 là trường các nhà và công chức cao tầng có sở thích những biết công việc nắm rõ xã hội 4.0 và có mức thu nhập cao hơn các cá nhân bình thường, có mối quan hệ hợp tác rộng rãi và có thực hiện có tiếng tăm. Về đối thủ cạnh tranh của tụi em đó là công ty Tân Á Thái Thanh, là một công ty sản xuất năng lượng hàng đầu của Việt Nam. Về lợi thế thì cạnh tranh với công ty này thì sản phẩm của tụi em có giá thành rẻ hơn gấp 4 lần, không phải chỉ sau đi một cái cầu của nhà chỉ chấp cần chỉ sử dụng, không sử dụng mọi thời có thể sử dụng mọi thời tiết của mọi lúc, không tốn nhiều chi tích lắp đặt thiết kế và mắt màu gà, tiết kiệm được chi phí thực tế của cá nhân và các doanh nghiệp mang cảm hứng mạnh để hiện đại hơn chiều công việc sử dụng năng lượng sạch. Và tụi em làm marketing đó bằng việc qua các trang mạng online như là ở đây cũng sẽ như là Facebook về hợp tác với hướng đến năng lượng như nhiệt gió chờ công ty lắp đặt hệ thống nước solar cell. Và đây là biên bản đọc tài chính của tụi em, thì mục tiêu đó là mục tiêu 1 và mục tiêu 2, mục tiêu 3. Trong 3 mục tiêu này có mục tiêu 1 là xây dựng doanh thu và thời gian hoạt động trong vòng 1 năm, và cái kiểm tra cụ thể là số lượng hợp đồng trong 1 năm là ký được 16 hợp đồng và giá của hợp đồng phải là 9 triệu và lợi nhuận thực tế sau 1 năm là